Rồi em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em mở cái bộ nội của quay 110 nắp chao, là gọi là quay S đó cô chú anh chị, quay RSX110 đâu là nó nè. Thì em cũng không biết trong đây là 4 lò xo hay là không có lò xo. Và hôm nay em thay lại nha cô chú anh chị. Thì em đập ra cho cô chú anh chị xem. Thì việc bắn ốc đập ra là đơn giản nha cô chú anh chị. Rồi thứ nhất cô chú anh chị phải kiểm được cái nội mình có bị lai hay chưa nữa. Lai là mình không có gắp bộ nội chính hãng vô được. Lai là cô chú anh chị phải tự phải đi tìm những cái lỗi lai đó, mình phải thay lại nha cô chú anh chị. Mình sợ nhất là bộ nồi người ta đã thay bộ nồi lô cho là nó lai đủ kiểu hết. Thì cô chú anh chị xả ốc ra rồi gỡ cái nắp này ra thôi. Gách gòn thì phải cạo ron, còn không gách gòn thì giữ gòn đó mà xài. Thì nè, khi rút ra kẹt nè cô chú anh chị, đá cái cần số bên kia mấy cái là cho nó gớt cái muỗng ra, là rút nó ra nhẹ nhàng thôi, đá qua đá lại cái cần số rồi là mình rút ra được rồi cô chú anh chị. Đó, kỹ thuật nó là đơn giản lắm như vậy. Rồi mình xác nhận có like liếc gì không rồi mình tính tiếp nha cô chú anh chị. Thì bộ nồi này giống như có người làm rồi hay sao mà kệ đi, mình xác định lại. Rồi nếu không có like độ này, dù sao mình đã vứt bỏ nè, thì cái này là bộ nồi không có lò xo này cô chú anh chị, mình xác nhận luôn bộ nồi không có lò xo. Thì mình gỡ ra tụt dữ lắm cô chú anh chị, mà nó hú nữa, những đời này bây giờ nó hú dữ lắm. Mình mở ra nè cái bạc đạn này, thì cô chú anh chị thay lại cũng được nè, xào xào rồi nha cô chú anh chị, là mình thay lại 40.000 cái thay lại. Mà thay là cô chú anh chị tự thay nha, tiệm người ta thay không có giá mà bạc đạn 40 bộ nồi 1.2 triệu đâu, người ta phải nhân mặt bằng đồ vô chứ không phải đơn giản nha cô chú anh chị. Mình bán là bán cho cô chú anh chị mang đi, còn người làm như mình á, mình cũng không có làm giá rẻ gì luôn, mình làm đồ chất lượng giá nó rất là cao rồi, không có rẻ được. Với cái lượng xe mình nó lại là những cái vị khách trong xóm mình thôi, mình đã full hàng ngàn. Đó, bỏ nó ra, xác định coi có like hay không, bắn cụm bố đồ ra coi phe bọng rồi luôn nè, còn đẹp hết nè. Là bộ nồi này coi chừng coi tròn zin hay có chính gì. Ra hết rồi mới có lấy ra được. Nó đơn giản lắm cô chú anh chị, làm cái nồi nó đơn giản như là thay nhông sinh dĩa vậy thôi. Mà để mình phóng to ra lên chút cho cô chú anh chị xem. Trường hợp á cô chú anh chị thao tác nhanh lẹ thì không cần phải rửa ráy nha cô chú anh chị. Thao tác nhanh lẹ mà không có dính gì á thì cô chú anh chị bỏ qua cái bước đó. Tại vì bản thân nhớt là tự động nó làm sạch nha cô chú anh chị. Xài hết xịn tự động làm sạch. Thì cái xe này mình nhìn cái chủ xe này không kỹ nhớt nha. Thì nó sẽ ra cái màu như vậy. Việc xác định bộ nồi có lai hay không là quan trọng. Thì đa số anh em thợ rất là đơn giản, cô chú anh chị là người tiêu dùng á, lai xong rồi mua đồ zin về gắn không có được đâu. Đó, mình để ý từng chút gì không mới đặt cái máy quay mình quay lại là cô chú anh chị có thể gáp ra mà không có lo. Thì xác định nồi là quan trọng, bước cơ sở xác định nồi á bị lai bị dán lại hay gì đó, đó là cái cơ sở thôi, đơn giản. Bộ nồi không có lò xo này rất là dở như thế chứ anh chị, để ý nè. Lần trước thì có cái cài ốc này, cây cài ốc và cái lông đờn outside là có cái giống như là cái lò xo con vậy thôi, ở sau thì không có. Rồi mình rút bộ nồi ra, cái muỗng mình giật theo, rồi mình xác định cái cụm nồi trước cho cô chú anh chị xem luôn. Đây là bố cước dán lại, chạy rất là rung, rất là dở mà rất là tụt nồi. Thì mình không biết người ta làm cái kiểu gì mà nó từa lưa vậy nè, giờ thợ vậy là hơi bị yếu tay. Đây là chuông zin dớt lại là nó hú rồi, bỏ nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có thể mua những cái bố càng lẻ mình thay vô đây lại rồi thay cái chuông mới. Nói chung là cũng vậy thôi cô chú anh chị, rảnh thì làm, không rảnh thì ấy. Đây là không có lò xo nè,
cổng lò xo mình vứt nguyên cụm như vậy đó, mình thay cái bộ có lò xo vô những cái khâu này nè còn xài được, cô chính chị không có cần phải thay đó, thì mình có bán hết nha cô chính chị, đây nè cái khâu mình để lại rồi, cái như mình vứt và mình sẽ đem ra cho cô chính chị xem cái bộ nồi không có lò xo là như thế nào. Đây, bộ nồi có lò xo nè. Rồi, cái chuông mới nè, chuông chính hãng nè. Đó, mình gáp vô. Rồi. Chuông chính hãng nè, còn cái cụm nồi nè. Không có lò xo và lò xo nè. Đây là cụm nồi đời mới, cô chú anh chị mua về ụp vô chạy mình bao ngon nha cô chú anh chị. Đây là những cái mặt hàng mình bán chính hãng bao ngon. Thì á bao mới nha cô chú anh chị, còn mình không bao hú bao giọng, đó là tự cô chú anh chị, tại mình gáp không có lỗi bộ nào hết. Do lỗi là cô chú anh chị nè, cái khâu canh này đa số nếu không phải hàng lai thì cô chú anh chị nhét vô nó dìa zin lại, mà độ zin nó sẽ lỏng hơn là độ cô chú anh chị tiện nó già, nó sẽ bó cái khâu này lại ngay khi cô chú anh chị siết ốc chạy rất là dở, cái khâu này tuyệt đối không tiện, chừng nào mà mua không có đồ hãy tiện. Còn trong đây nè cô chú anh chị, mình cho cô chú anh chị xem cái này sao lắc được zin mới, không giọng không hú, đưa vô là chạy đầy đủ nha cô chú anh chị, lắp vô thôi rất là nhanh. Bây giờ thì mình tiến hành lắp vô thì trong vòng mấy phút là ngon rồi, thì mình cũng chỉ cô chú anh chị vô cái phần này luôn. Đây là có cái muỗng nè, thì ngay đây cô chú anh chị kéo đúng cho mình một cái này ngay chỗ cái vát vàng vàng này cô chú anh chị thấy không, kéo trùng lại rồi vô vậy thôi, mình sọt vô vậy thôi nha cô chú anh chị. Còn cái muỗng nữa thì cô chú anh chị bỡ cái muỗng lên hoặc là vô trước vậy cũng được, tùy thôi, vô cách nào cũng dịch. Mình không được tham mà kéo cái răng đó nha cô chú anh chị, kéo nhiều quá là nó nhựa nồi đó, quay ghi thì nhét như nhau chứ không có gì hết. Mình đưa vô cho cô chú anh chị không có chạy đi đâu nha cô chú anh chị, đồ chính hãng là không có chạy đi đâu nên cô chú anh chị an tâm cái phần đó. Mình đá một cái số mình quay hoặc là mình làm cái gì đó mình thao tác vậy đó. Rồi mình nhỏ nhỏ từ từ vô nè thì nó sẽ vô nè cô chú anh chị thấy đó, xong rồi nó chỉ quay được một chiều như vậy thôi nha cô chú anh chị, một chiều như vậy thôi đó là quá ok. Nhanh gọn lẹ, hú hay không là cô chú anh chị kiếm cần quay vậy là biết hú hay không rồi. Mình sẽ gắn nguyên cái cụm nồi mới cho nha cô chú anh chị, hoặc là cô chú anh chị mua những cái càng lẻ này nè, càng lẻ mà thích càng dài như vậy nè, mình thay lại, mình đã bỏ bán cao su, mình gỡ những cái xương này lại mình thay đó, thì đây là những cái mặt hàng chính hãng thì nó quá tuyệt vời rồi nha cô chú anh chị. Và mình xin cảm ơn các cô chú anh chị, mua hàng thì liên hệ theo số 08. Thì nè, đây mình lấy thêm cái này cho cô chú anh chị xem. Mình nói lại, một là cô chú anh chị mua những cái bố càng lẻ càng dài cô chú anh chị thay vô cái cụm, hai là cô chú anh chị sử dụng nguyên cụm bố vậy mình ụp vô luôn là xong bộ nồi. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều.